Vâng, xin chào tất cả các bác. Các bác, hôm nay Quân đi theo chú Kiên đi vào trong rừng. Thì các bác đang theo dõi là chú Kiên đang nhặt những cái lá trên cái tảng đá các bác. Trên tảng đá đấy. Đấy, lá và những cỏ dại. Và ở trên tảng đá này thì có những cái cây các bác. Đây, những cây xanh xanh này. Lá như kiểu như là lá tóc tiên đấy các bác. Ở đây là một cái vị thuốc mà Quân đã có rất nhiều video giới thiệu về những công dụng của cái thuốc này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến gần hơn cái tảng đá này bác, để xem chú Kiên đang chăm sóc những cái thuốc gì các bác nhá. Trên tảng đá rồi các bác. Đây này, đá đây. Cái mọc trên tảng đá các bác. Đó. Dưới kia suối các bác. À, trong này tự nhiên các bác. Rồi con sẽ đặt máy ở đây. Đây các bác. Đây. Con sẽ nhổ một cây cho các bác xem nhé. Đây các bác. Con sẽ tách cái rễ ra. Rễ đây rất là nhiều các bác. Trông rất giống cái củ hành các bác. Tuy nhiên thì kích thước cái củ nó sẽ bé hơn các bác. Đấy, đây ạ. Các bác nhận ra cái này cái gì không ạ? Nhìn rất giống cây hành phải không ạ? Đó. Thưa bác, đây chính là cây hẹ. Một trong những cái cây thuốc mà Quân đã có rất nhiều video giới thiệu về cái cây thuốc này. Cái đầu video đầu tiên Quân giới thiệu về cái này đó là cái trong bài thuốc chữa bệnh quay bị các bác. Đấy, kết hợp với lá gấc. Đấy. Rồi lá hẹ và một số những vị thuốc khác đắp lên cái vùng bị quay bị của trẻ nhỏ ấy. Thì Quân sẽ để một cái link bên trên này các bác, bên trên này. Các bác tham khảo cái bài thuốc chữa quay bị bằng cái lá hẹ này thì các bác kích vào cái link bên trên này bác nhé. Thưa bác, là ngoài cái tác dụng chữa trong trường hợp bị quay bị của trẻ nhỏ ra thì chữa ho cho trẻ cũng rất là tốt đối với các bác khi mà sử dụng cái cây hẹ này. Đó. Thì ngoài ra cái cây hẹ này còn được biết đến là một cái cây thuốc rất tốt cho sinh lý của nam giới. Đấy. Và lát nữa Quân sẽ giới thiệu những cái bài thuốc liên quan đến cây này. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái đặc điểm tự nhiên của cây hẹ này như nào các bác nhé. Đây các bác, cây đây ạ. Đây lá đây. Đấy, nhìn hình dạng thì nhìn xa thì rất giống cây hành. Tuy nhiên thì cái lá nó lại bẹt như này bác. Đấy, bẹt như này. Nó không có bị rỗng ở giữa. Đấy, là một cái đặc điểm của cái hẹ này. Cái đặc điểm thứ hai nữa là của cây này đó là cái mùi của cây này bác. Cái mùi vị của cây này. Khi chúng ta ngắt cái lá lên mà chúng ta vò bác. Ta vò nát. Thì nó có cái mùi trung tính giữa mùi hành và mùi tỏi các bác nhé. Đấy, trung tính giữa hai cái mùi của hai loại cái hai cây này. Đấy. Rất là đặc trưng. Cái đặc điểm thứ ba nữa của cây hẹ này trong tự nhiên đó bác. Là một cái loại cây sống quanh năm các bác. Gần như là nó không bị lụi kể cả mùa đông giá rét. Như thời điểm này các bác, bây giờ đang là cái những cái ngày mà rét đậm rét hại ở trên vùng Lạng Sơn
Và nhiệt độ hiện tại ở khu vực cô đang sinh sống bây giờ là có thời điểm nó xuống đến 0 độ các bác. À, tuy nhiên các bác nhìn thì cây nó vẫn xanh tốt như này các bác. Đó. Thì cây này có thể trồng được bằng cái cách là chúng ta lấy củ này các bác. Lấy củ này. Đấy, để nhân giống này các bác. Đó, cái củ này cũng giống như nhân giống cây hành các bác. Ngoài ra thì chúng ta có thể lấy cái hạt. Đấy. Cái hạt Quân đã chèn một cái đoạn video giới thiệu về cái bài thuốc chữa yếu sinh lý mà dùng hạt hẹ các bác, hạt hẹ cộng với hạt của dây tơ hồng cộng với lá dâm dương hoắc sao với mỡ dê cùng với một cái đuôi bò sấy trên ngói. Đó, cái video đó Quân đã giới thiệu các bác về cái hạt của cái hẹ các bác. Đó là vị thuốc cửu thái tử các bác. Đó. Cái hạt này cũng có thể là chúng ta nhân giống bằng hạt mà cũng có thể là nhân giống bằng cái củ này các bác nhé. Đây các bác. À, thì cái cây này có thể trồng ở cái khu vực giống như là trồng ở cái khu vực đất hoa màu ở miền xuôi các bác. Còn ở trên vùng ở Lạng Sơn nơi Quân sinh sống này thì người dân thường trồng ở những cái nơi mà có cái tảng đá như này các bác. Đây này. Ở trên vùng trên Quân này người ta thường xào trứng các bác, xào trứng với lá hẹ hoặc là củ hẹ rất là ngon. Hoặc là trong những cái bài thuốc chữa ho của trẻ em ấy thì người ta có thể là hấp cái hẹ này với mật ong cũng rất là tốt. Và đặc biệt là nếu mà có nhộng ong các bác, nhộng ong và đi bắt ong, nhộng ong và xào chung với trứng với cái lá hẹ này ấy, thì là rất là tuyệt vời các bác. Món ăn rất là ngon. Rồi bây giờ Quân sẽ nhổ một vài cây này lên. Thôi phải có cái gì đào mới được. Đây các bác, rễ nó bám như này cơ mà. Đấy, về chỉ cần bỏ rễ đi và lấy củ và cái thân lá này là dùng được rồi. Thứ ba là Quân sẽ chia sẻ thêm cho các bác một số những kinh nghiệm dùng cái cây hẹ này. Và bây giờ Quân sẽ rổ một nắm hẹ xuống cái khu suối kia các bác, rửa sạch đi. Sau đó sẽ giới thiệu tiếp cho bác về một số những công dụng rất là hay mà Quân nghĩ là các bác nên lưu vào, và sau đó là khi cần thiết chúng ta có thể là sử dụng. Rất là hay các bác nhá. Bây giờ Quân sẽ rổ một số những cây lên. Bám chắc lắm các bác, phải đào lên mới được. Đây. Đào mấy củ về tối xào trứng. Dạ. Vâng. Rồi con lấy bằng này thôi. Bây giờ xuống dưới suối các bác. Xuống dưới suối cái rửa sạch cái kia đi.
Đây các bác, nước suối rất là ấm các bác. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ hiện tại bây giờ là 3 độ C. Tuy nhiên nước suối thì con sờ vào rất là ấm. Đây con đang rửa, đây các bác, dễ rất là nhiều. Đó, dễ rất là nhiều. Đây này các bác, cái củ nó không hẳn là giống với củ hành đâu các bác. Đây các bác, đây này. Đó, cái củ đấy. Đó. Thưa bác, là ngoài những cái bài thuốc mà Quân đã giới thiệu cho bác trong những video trước thì hôm nay Quân sẽ giới thiệu thêm cho bác một số những cái bài thuốc rất là hay sử dụng đến cái cây hẹ này. Thưa bác, là trong cái trường hợp mà chúng ta có cái hẹ này bác, hẹ này đấy, đối với những bác mà có cái hiện tượng bị yếu sinh lý ấy bác, thì chúng ta có thể sử dụng cái bài thuốc là lá hẹ này xào với gan dê các bác nhé. Gan dê, các bác chuẩn bị cho Quân là khoảng 1 lạng rưỡi gan dê đấy, cộng với là 2 lạng cái lá hẹ này các bác, 2 lạng lá hẹ tươi các bác nhé. Thì chúng ta có thể là sử dụng xào cái gan dê với lá hẹ xào bình thường đấy, cho mắm muối gia vị vừa vặn đấy, và ăn ngày là một thang, tức là ngày dùng một lần. Thì cái tác dụng của cái món gan dê xào với lá hẹ này rất là tốt đấy, giúp bổ huyết, rồi dưỡng gan, ôn thận và cố tinh, trị trong những trường hợp là bị mộng tinh đấy, do thận khí bị suy và nhược dương. Trong cái trường hợp mà các bác mà trồng cái cây hẹ này mà đến tháng 10 mà thu được cái hạt hẹ bác, cái hạt hẹ hay còn gọi là cửu thái tử đấy bác. Đấy. Thì các bác có thể sử dụng cái hạt hẹ này là 3 lạng. 3 lạng hạt hẹ. Các bác sao vàng tán bột. Và ngày các bác dùng khoảng 10 gram pha với nước muối nhạt. Đấy, hạt hẹ tán bột các bác nhé. Pha với cái nước muối nhạt các bác. Đấy. Và dùng vào buổi tối. Đấy, dùng liên tục trong 1 tháng. Đấy, thì ở cái tác dụng là đối với những trường hợp bị yếu sinh lý, giúp tác dụng là ôn thận, tráng dương, cố tinh và trị mộng tinh do thận khí yếu. Thưa bác, một cái kinh nghiệm trong dân gian rất là hay mà sử dụng cái hẹ này đối với trẻ nhỏ trong trường hợp là trẻ nhỏ đang chuẩn bị mọc răng các bác. Cái thời gian mà trẻ mọc răng ấy, thường là nó kèm theo những cái triệu chứng, ví dụ như trẻ thường quấy khóc do bị sốt, đấy, bị viêm. Thì các bác có thể sử dụng cái lá hẹ này bác nhé. Lá hẹ này. Đây các bác. Đối với trẻ bé trai thì là sử dụng 7 lá. Còn bé gái thì sử dụng 9 lá các bác. Các bác lấy cái lá hẹ này. Đấy, ngắt lá. Ngắt thì phần lá bác nhé. Bé trai là 7, còn bé gái là 9. Các bác đem rửa sạch. Đấy, giã nát. Giã nát các bác nhé. Giã nát. Và các bác trà lên cái lợi của trẻ. Thì cái tác dụng của cái lá hẹ này, nó giúp tiêu viêm, tiêu sưng và sát khuẩn rất là tốt các bác nhé. Đó, một cái kinh nghiệm dân gian sử dụng cái lá hẹ này. Quân nhắc lại này các bác, bé trai là 7 lá, còn bé gái là 9 lá. Các bác ngắt và rửa sạch, giã nát. Và các bác lấy bông thấm lên cái phần lợi của trẻ đang chuẩn bị nhú răng ra ấy, thì tác dụng là tiêu viêm, sát khuẩn và giảm đau rất là tốt cho trẻ nhỏ. Thì đây là một cái kinh nghiệm trong dân gian đó bác. Kinh nghiệm dân gian có một số nơi người ta quan niệm như này bác. Khi mà trẻ đủ 3 tháng 10 ngày, tức là 100 ngày bác, thì người ta cũng lấy cái lá hẹ này. Đấy, lấy lá hẹ này, cũng 7 lá đối với trẻ nam và 9 lá đối với trẻ nữ. Người ta sẽ giã nát và trà lên cái lợi của trẻ. Thì làm như vậy sau này thì cái hàm răng của trẻ rất là chắc khỏe và đều. Thì đây là một cái kinh nghiệm dân gian Quân xin phép được chia sẻ với bác trong video ngày hôm nay. Đấy các bác. Thưa bác, là cái cây hẹ này ở miền vùng miền xuôi thì thời gian trước người ta trồng rất là nhiều. Tuy nhiên bây giờ thì người ta Quân thấy là cái sự hiện diện của cây này trong đời sống của người vùng xuôi rất là ít. Lên trên vùng miền núi, các tỉnh ví dụ như là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn
thì người ta vẫn giữ được cái giống cây này các bác, vẫn giữ được giống cây hẹ này. Thì Quân có một lời khuyên với các bác như này, các bác nên ở trong cái khu vườn mà trồng gia vị của mình ấy, các bác lên để khoảng 1/3 luống là chúng ta trồng cây hẹ này. Như Quân đã nói, rất là tác dụng rất tốt cho cái việc là những cái bệnh của trẻ nhỏ. Đồng thời đây cũng là một cái gia vị, một cái món ăn không những rất là ngon mà nó lại rất là bổ dưỡng cho sức khỏe của nam giới. Và nếu các bác nào mà để được cái hẹ này nó có hoa và nó có hạt đấy, thì thực sự là rất là tốt cho sức khỏe của nam giới. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Quân. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube Quân Góc Bên Này các bác nhé. Quân sẽ tiếp tục có những video bổ ích cho cộng đồng. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau.